Thưa quý vị, sau 2 năm trải qua mùa Giáng sinh buồn do đại dịch Covid-19, thì mùa lễ hội đã chính thức bắt đầu tại Đức khi hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại đây mở cửa từ ngày 23 tháng 11. Tại Dresden, Đức, hội chợ Giáng sinh Christmas ngày 23 tháng 11 kỷ niệm mở cửa lần thứ 588 và dự kiến sẽ đón hàng triệu du khách trong những tuần tới. Hội chợ Giáng sinh này là một điểm đến ưa thích của khách du lịch để thưởng thức các loại rượu vang, đồ ăn nhẹ truyền thống, các loại kẹo cũng như mua sắm những món quà thủ công hoặc đồ trang trí. Thị trưởng Dresden, ông Rick Hilbert đã cắt miếng bánh Giáng sinh truyền thống Stollen dài 2 mét và tuyên bố hội chợ chính thức mở cửa. Những lát bánh xa sông truyền thống được bán và tất cả số tiền thu được sẽ được dùng vào các hoạt động từ thiện theo truyền thống hàng năm. Tôi rất thích không khí này, dù hội chợ hơi nhỏ nhưng ấm cúng. Ở đây mọi thứ đều dễ thương, đèn thắp sáng rất đẹp và thật tuyệt khi được nhìn mọi thứ diễn ra trở lại sau 2 năm. Dresden là nơi có truyền thống tổ chức hội chợ Giáng sinh từ năm 1434 và vẫn giữ vị trí là một trong những hội chợ Giáng sinh hấp dẫn nhất thế giới. Sau 2 năm đóng cửa vì dịch Covid-19, hội chợ sẽ mở cửa chào đón các du khách cho đến đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Bên cạnh chợ Giáng sinh, Đức cũng bắt đầu thắp sáng đèn trên các con phố mua sắm. Theo giới chức Đức, việc thắp sáng đèn trong mùa Giáng sinh để báo hiệu cho sự hy vọng, đặc biệt sau 2 năm dịch bệnh là một năm khủng hoảng kinh tế. Thưa quý vị, vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở thành phố Chesapeake thuộc bang Virginia vào tối ngày 22 tháng 11 đã làm 7 người thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm và một số người bị thương. Vụ việc tiếp tục dấy lên lo ngại về bạo lực súng đạn và hối thúc cải cách luật quản lý súng đạn tại quốc gia này. Theo cảnh sát và một số nhân chứng, thủ phạm trong vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở bang Virginia hôm 22 tháng 11 chính là một quản lý của trung tâm này, người đã rút súng và bắn nhiều người khác trước cuộc họp nhân viên, khiến 6 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thủ phạm được xác định là Andre Bing, 31 tuổi, quản lý nhóm nhân viên làm ca đêm, làm việc tại Walmart từ năm 2010. Cảnh sát cho biết, lúc xảy ra vụ việc là khoảng 10 giờ tối và có khoảng 50 người trong siêu thị. Người dân Mỹ đang trong thời gian tích trữ hàng hóa trước dịp lễ tạ ơn. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có một vụ xả súng hàng loạt ngay tại thành phố Chesapeake ở đây. Đã có những sự hỗ trợ tuyệt vời không chỉ ở địa phương mà còn từ khắp đất nước này. Chúng ta sẽ cùng nhau chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân, cùng nhau chia sẻ và sẽ mạnh mẽ hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ xả súng, cho rằng vụ việc là một hành vi bạo lực vô nghĩa và gây sợ hãi, đẩy thêm nhiều gia đình vào hoàn cảnh mất mát và đau thương cùng cực, trong khi lễ tạ ơn đang đến gần. Qua đây, Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cải cách luật quản lý súng đạn tại quốc gia này. Ông nhấn mạnh, cả nước Mỹ cần thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn. Đây là vụ xả súng thứ hai chỉ trong khoảng thời gian ngắn tại Virginia. Trước đó, 3 thành viên đội tuyển thể thao của Đại học Virginia đã bị bắn tử vong khi đang trên xe buýt trở về khuôn viên trường hôm 13 tháng 11. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, Tòa án tối cao Anh đã bác bỏ kế hoạch tổ chức bỏ phiếu về việc tách ra độc lập của vùng lãnh thổ Scotland mà không có sự đồng thuận từ chính quyền trung ương ở London. Theo kế hoạch của Đảng Dân tộc Scotland, SNP, cuộc bầu cử chính quyền và nghị viện vùng trong 2 năm tới sẽ trở thành một cuộc trưng cầu ý dân trên danh nghĩa về việc tách ra độc lập cho vùng lãnh thổ này. Cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023 với câu hỏi chính là vùng Scotland có nên trở thành một quốc gia độc lập. Chánh án Tòa án tối cao Anh Robert Reid cũng là người vùng Scotland cho biết theo cơ chế phân quyền mà Scotland đang tuân theo, quyền hạn phê chuẩn việc tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của một vùng lãnh thổ thuộc về Quốc hội Anh. Do đó, nghị viện vùng Scotland không có quyền hạn thực hiện việc này. Phản ứng về quyết định của Tòa án tối cao Anh, thủ hiến vùng Scotland và cũng là lãnh đạo SNP Nicola Sturgeon cho biết dù tôn trọng phán quyết của Tòa án tối cao nhưng bà vẫn cảm thấy thất vọng. Thưa quý vị, công ty điều hành đường ống dẫn dầu Transnet của Nga cho biết hoạt động bơm dầu của đường ống Druba đoạn qua Ukraine đã được nối lại sau một thời gian bị tạm ngừng trong ngày 23 tháng 11. Phát ngôn viên của công ty Transnet, ông Igor Demin, thông báo vào lúc 19 giờ 47 phút giờ Moscow, đường ống đã hoạt động trở lại. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra việc tạm ngừng bơm dầu một phần đường ống trước đó. Với khả năng bơm hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, Druba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho một số quốc gia Đông và Trung Âu, bao gồm Ba Lan, Đức và Hungary. Tuy nhiên, hoạt động của đường ống này đã bị gián đoạn nhiều lần do cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Transnet cho biết, hoạt động bơm dầu đến Hungary đã tạm dừng 3 ngày theo kế hoạch và tiếp tục ngừng hoạt động trong một tuần. Hoạt động bơm dầu đến Cộng hòa Séc và Slovakia vẫn diễn ra bình thường vì kho chứa dầu tại đây đủ lượng dư trữ để cung cấp trong vài tuần.
Thưa quý vị, gần 50% cơ sở hạ tầng về điện ở Ukraine bị hư hại, 10 triệu dân sống trong cảnh mất điện. Ở Kherson, hệ thống điện, nước, sưởi bị hư hại nặng nề, buộc chính quyền phải kêu gọi dân đi sơ tán. Trong bối cảnh đó, hàng nghìn trung tâm khắc phục khó khăn sẽ được dựng lên khắp Ukraine để cung cấp điện, nhiệt sưởi, nước sạch, dịch vụ Internet miễn phí 24/7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong trường hợp các trạm điện và cơ sở cung cấp dịch vụ cơ bản khác của Ukraine bị hư hại, người dân có thể tìm đến các trung tâm này. Ông Zelensky cho biết, có trên 4.000 trung tâm như vậy đã được dựng lên và nhiều cơ sở khác cũng được lên kế hoạch. Nhà lãnh đạo này khuyến khích người dân tham khảo trên trang web để tìm trung tâm gần họ nhất. Tổng thống Zelensky cùng giới chức lãnh đạo nước này cũng khuyến khích người dân Ukraine tiết kiệm điện và chuyển sang sử dụng điện trong khung giờ không phải cao điểm. Tôi chắc chắn rằng bằng việc giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua mùa đông này. Giới chức Ukraine cũng thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ khẩn cấp tại Kherson và nhiều người dân đã tập trung tại trung tâm thành phố để sạc điện thoại di động. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá hàng trăm bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế tại Ukraine rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu, nước và điện. Thưa quý vị, tại thành phố New York, Mỹ, một cuộc triển lãm nghệ thuật trưng bày những tác phẩm độc đáo từ chữ viết của một nghệ sĩ Iran đang được diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Các màu sắc cơ bản và nét chữ màu đen trên nền trắng làm bừng sáng phòng trưng bày Sundaram Tagore ở thành phố New York, Mỹ, nơi đang trưng bày các tác phẩm thư pháp nghệ thuật của Gonaz Fathi, nữ nghệ sĩ người Iran. Cô đã dành nhiều năm luyện tập để đưa thư pháp vào hội họa trong những tác phẩm của mình. Tôi có tình yêu to lớn với chữ viết, với thư pháp, và tôi luôn coi chữ viết, bất kể là ngôn ngữ nào, hiểu ý nghĩa của nó là điều mà tôi muốn biết. Tôi luôn bị mê hoặc bởi chữ viết. Buổi triển lãm của nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 đang được tổ chức mang chủ đề Con đường phía trước, giúp người xem hiểu hơn về mối quan hệ giữa nghệ sĩ Fathi với gia đình và quê hương của cô. Hiện các tác phẩm của nghệ sĩ Fathi nằm trong bộ sưu tập vĩnh viễn của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Bảo tàng Anh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới nghiêng của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh đã mở cuộc điều tra sâu về sự chi phối của hai ông lớn công nghệ là Apple và Google đối với các trình duyệt di động. Theo cơ quan này, nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển web ở Anh cho biết cảm thấy đang bị cản trở với các hạn chế do Apple và Google đề ra. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh dự định tiến hành điều tra liệu những mối lo ngại này có là chính đáng hay không, từ đó xác định các biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đổi mới trong những ngành này. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ, bao gồm cả Alphabet, công ty mẹ của Google và hãng Apple đang thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý cạnh tranh của Bỉ, Anh và nhiều nước khác. Thưa quý vị, Tesla, hãng sản xuất xe điện của tỷ phú Elon Musk đã thu hồi 321.000 xe tại Mỹ để sửa chữa do có vấn đề về đèn hậu. Trong tài liệu gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ mới đây, Tesla cho biết trong một số trường hợp hiếm gặp, đèn hậu của xe sáng không đều do sự cố phần mềm. Tuy nhiên, đèn phanh, đèn phụ và đèn xi nhan không bị ảnh hưởng. Tesla giải thích rằng đã được các khách hàng, chủ yếu là bên ngoài của nước Mỹ, cảnh báo về vấn đề này vào cuối tháng 10. Cho đến nay, công ty chưa nhận được thông tin về bất kỳ sự cố hoặc thương tích nào liên quan đến vấn đề trên. Tesla dự định cập nhật phần mềm từ xa miễn phí để khắc phục sự cố với những chiếc xe Model 3 và Model Y 2020-2023 bị ảnh hưởng. Trong những tháng gần đây, Tesla đã phải tiến hành nhiều đợt thu hồi xe tại Mỹ. Hồi cuối tháng 9 năm nay, công ty đã thu hồi gần 1,1 triệu xe tại nước này để cập nhật phần mềm nhằm khắc phục lỗi về chức năng chống kẹt cửa sổ xe.